Xin chào, chào mừng đã quay lại. Và rồi ta sẽ bắt đầu bằng điều cơ bản. Bạn biết rồi đấy, có một chiếc khăn lót dưới mông, ngồi chéo chân. Rất đơn giản, chân nào trước cũng được, không có kỷ luật nào cả. Bạn chỉ ngồi thế này, và ta sẽ tập hít thở kỹ thuật Prasikra. Nó là kỹ thuật thở bằng bụng, tạo ra nhiều hơi ấm trong cơ thể, rất cần thiết cho việc tuần hoàn máu và tống chất độc ra ngoài. Massage nhẹ nhàng cho gan và thận. Ta sẽ tập chậm rãi để bạn có thể thấu hiểu kỹ thuật này nhé. Đúng không? Bây giờ bạn ngồi cao lên, thẳng lưng, tay trái đặt nhẹ nhàng lên đùi thế này, vai thả lỏng, còn tay phải đặt lên bụng nhé. Khi hít vào thế này, bụng phình ra phía trước, và tôi muốn khi thở ra, bạn thở ra thật mạnh, giống như bạn muốn làm thông mũi, muốn tống chất độc ra ngoài. Sẵn sàng chưa? Đây là một trong những kỹ thuật hít thở mạnh mẽ trong yoga đấy. Vì thế ta hãy bắt đầu nhé. Bạn có thể mở mắt nếu chưa thành thục, thường thì sẽ tốt hơn nếu nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt sẽ cảm thấy nội lực, thế giới bên trong nhiều hơn. Nào, đặt tay lên và ta bắt đầu tập. Hít vào, đẩy bụng tới trước và thở ra, thở mạnh. Tốt lắm, hít vào nào, và thở ra thật mạnh. Hít vào, thở ra thật mạnh. Thấy không, hít vào thật sâu, thở ra. Thấy không, khi thở ra đẩy bụng vào, bụng bạn ép vào. Lại nào, hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Thế này rất tốt, tạo nhiều hơi ấm. Thở ra, tuyệt lắm. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Cảm thấy dễ chịu không? Thở ra. Nó là thế đấy. Tốt, thở ra. Thấy không? Hít vào, thở ra. 10 lần nữa nào. Và thở ra. 9, thở ra. 8, thở ra. 7, thở ra. 6, thở ra. Tốt lắm. 5, thở ra. 4, hít vào thở ra. 3, hít vào thở ra. 2, thở ra. 1, thở ra. Tuyệt vời. Bạn thấy không? Rất tuyệt đấy. Đây là cách bạn thực hiện nó. Chậm chậm từng bước một. Nào, ta hãy tập kỹ thuật hít thở đa phun. Đây không chỉ là kỹ thuật hít thở chính. Nó rất tốt cho trí não, cho hệ thống thần kinh, cho trái tim của bạn. Bạn nên tập trung vào kỹ thuật thở đầu tiên, được không? Điều bạn làm là đặt một tay trên bụng, tay kia trên ngực. Nên đặt tay trái trên nơi trái tim của bạn. Nơi đặt tay rất có ý nghĩa đấy. Bạn sẽ tạo được nhiều năng lượng, được hơi ấm, được sự vuốt ve. Tôi không muốn dịch chuyển tay. Tay trái luôn để trên trái tim. Chỉ có tay đặt trên bụng mới dịch chuyển tới lui mà thôi. Nào, bạn có thể nhắm mắt để thực hiện. Nhưng đầu tiên, tôi muốn bạn mở mắt và quan sát tôi. Nào, tỉnh dậy và quan sát tôi nào. Nào, hít vào thật chậm. Cảm nhận vùng bụng nào. Rồi thở ra. Đúng rồi, đừng dịch chuyển tay. Đừng đưa nó lên thế này. Và hít vào thật chậm. Thở ra cũng thật chậm. Thực hiện 5 lần nhé. Hít vào thật chậm. Đừng dịch chuyển tay để trên ngực. Chỉ có tay này di chuyển thôi. Thở ra. Đừng thở như thế này. Chỉ có bụng thôi nhé. 4 lần nữa. Hít vào. Và thở ra. 3 lần nữa. Cảm nhận làn sóng đang chuyển động. Rất dịu dàng. Hít vào và thở ra, bụng hóp vào. Rất tốt. Lần nữa nào. Hít vào, bụng phình ra và thở ra, bụng hóp vào. Tốt lắm. Từ từ mở mắt ra. Tôi biết bạn đang mở mắt nhìn tôi thực hiện. Nhưng bằng cách tập luyện, bạn sẽ nhắm mắt và thực hiện được thôi. Thả tay xuống đầu gối lại nào. Bây giờ ta sẽ tập vai nào. Nâng vai lên, hít vào và thả xuống. Thấy không? Bạn tống căng thẳng ra đấy.
hít vào và thả xuống. 4 lần nữa nào, hít vào và thả xuống. 3 lần, hít vào và thả xuống. 2 lần, hít vào và thả xuống. 1 lần nữa nào, hít vào. Tôi muốn bạn nâng vai thật cao lên. Nào nào, cao lên, cao nữa lên. Chạm tay ấy và thả xuống, tốt lắm. Bây giờ bạn chụm ngón tay lại nào. Bạn sẽ làm động tác rất tốt cho cổ và vai nhé. Hít vào, nâng lên, và khi thở ra, xoay chúng, thấy không? Tốt lắm. Hít vào và thở ra, tốt lắm. 3 lần nữa, hít vào và thở ra. Nó rất tốt để giải tỏa căng thẳng nơi bả vai. 2 lần nữa, tốt để giải phóng mọi sự co cơ nơi khớp vai. Nó cũng rất tốt để giúp hết cứng vai nha. Sẽ tạo ra hơi ấm nhiều lắm đấy. Nếu bạn bị vấn đề ở vai, đau khớp, hãy tập kỹ thuật này. Tập 20 lần là rất tốt. Tôi biết là đau, đau lắm đấy. Nhưng khi tập sẽ tạo ra hơi ấm, giúp giải tỏa hơi nóng. Hít vào và thả xuống. Nào, ta tập từ sau ra trước nha. Lên và ra trước. Từ từ nào, lên và ra trước. Hít vào, lên và thở ra, xuống. Đồng bộ hơi thở nào, hít vào và thở ra. Một lần cuối, hít vào và thở ra, tuyệt lắm. Thả tay xuống nào, thở 2 nhịp nha. Tốt, bạn có cảm thấy hơi thở nơi bụng mình không? Tốt lắm, mở mắt ra và ta sẽ tập bài tập tốt cho vai nào. Hai tay hai bên, nắm hai nắm tay lại. Và bạn sẽ làm gì? Lật nó lên, ra sau thật nhiều và sắp xuống. Tốt, lên và xuống. Tốt cho khớp vai của bạn. Xoay nào, lên, xuống. Tuyệt lắm, lên và xuống. Lần nữa, lên thật cao và xuống. Nữa nào, lên và xuống. Hai lần nữa, lên và xuống. Một lần nữa, lên và xuống. Tốt lắm. Hạ tay xuống nào. Chăm sóc cho các khớp của bạn là rất quan trọng. Vai, khuỷu, cổ tay và ngón tay quan trọng lắm đó. Đừng nói không. Nhiều người không tập bài tập khớp nhiều, trong khi nên làm vậy vì chúng rất quan trọng. Nào, ôm lấy chân. Ta tập giải phóng căng thẳng nơi lưng. Hít vào và ôm gối như thể bạn đang muốn cúi xuống. Tốt. Và hít vào. Cầm lên. Cầm bạn nhé. Không phải cổ. Cầm đó. Cầm ngước lên. Như bạn muốn kéo ra. Và thở ra. Tuyệt lắm. Hít vào. 3 lần nữa. Và thở ra. 2 lần nữa. Hít vào và thở ra. Dùng tay để kéo thân mình nha. Một lần cuối, hít vào và thở ra. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế và để đầu thả lỏng. Được rồi, tôi muốn bạn giữ nguyên như thế lâu một chút. Vài người sẽ có vấn đề khi cúi xuống. Có lẽ là chỉ được đến đây, nhưng tôi muốn bạn giữ nguyên đó và quan sát gì? Quan sát gì nào? Hơi thở ấy. Hãy quan sát hơi thở để nó giúp mở rộng. Nhiều người nghĩ rằng phải căng người hay gồng lên. Nhưng càng gồng thì bạn cũng có thể căng ra. Nhưng nó lại có căng thẳng trong cơ thể. Vì gồng nên bạn khiến cơ thể mình đau. Bạn sẽ căng người nhưng hít thở. Bạn càng hít thở đều thì cơ thể bạn sẽ quen dần. Nào, từ từ ngẩng đầu lên. Tốt lắm. Bạn đã làm được rồi đó. Bây giờ ta sẽ tập vài bài tập để mở hoa sen ra. Nào, bây giờ xoay mặt sang hướng này, chân duỗi thẳng nhé. Bạn sẽ tập từng chân, bắt đầu là chân phải trước. Nhấc chân phải, đặt nó lên gối trái,
tay trái đặt ra sau, còn tay phải bạn đặt lên gối nha. Tôi muốn bạn ấn xuống và lên, ấn xuống và lên, dễ dàng mà đúng không? Đây là động tác ưa thích của Mary, cô ấy thích nó lắm. Xuống và lên, và xuống và lên, xuống. Tôi muốn bạn giữ thế trong 10 giây. Nhiều người sẽ thế này, không sao đâu, cứ tập, cứ mỉm cười. Vì sao chân lại thế này? Bạn sẽ ngạc nhiên, nhưng bằng cách tập luyện sẽ hạ xuống được. Nhớ là đừng nhăn mặt. Nhớ đấy, tốt lắm, giãn ra nào. Nào, kéo nó lại gần chút nữa. Nửa nào, thấy không? Có vài người sẽ không thể làm thế này. Thế này cũng được. Sau đó là xuống và lên. Tuyệt lắm, xuống và lên. Xuống và lên. Xuống một lần nữa và lên. Xuống. Và tôi muốn bạn giữ thế này trong 10 giây. Nhiều người sẽ thế này. Đừng lo, cứ kiên nhẫn nha. Cứ mỉm cười với vấn đề ấy. Tốt lắm, giữ đó. Giữ đó và thả lỏng. Và bạn làm gì nào? Hãy đặt chân lại trên gối. Trở lại nào. Và ôm nó bằng tay kia. Tay phải ra sau. Và bạn nhìn ra sao? Tốt lắm. Nhiều người thấy ngồi thế này rất khó, khi ngồi chéo chân thế này. Nhưng không sao, cứ đặt nó gần gối là được. Không cần phải chéo chân, chỉ cần gần đầu gối là được. Và nhìn ra sao? Và nhiều người không thể ôm như thế này. Và chủ yếu là bạn hãy ôm nó và mở rộng và quay ra sau càng nhiều càng tốt. Và tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Nhìn ra sau. Tôi muốn bạn ở đây và hít thở càng lâu càng tốt. Hít thở thật dài và thật sâu. Mong nhớ là áp xuống sàn, đừng dựa qua bên nào hết nhé. Cứ ở đó và tôi sẽ trở lại ngay. Tốt lắm. Bạn đang làm gì đó? Bạn vẫn ở trong tư thế này. Rất tốt. Tốt lắm. Nhìn ra trước và thả lỏng nha. Ta hãy tập với chân kia. Chân trái ấy. Đầu tiên, tập ép chân xuống nha. Nhiều người chân sẽ thế này. Không sao cả. Bạn cứ đặt tay ra phía sau. Đã có điểm tựa rồi. Giờ dùng tay ép nó xuống. Tốt. Và lên. Và xuống. Tốt, rồi lên. Tốt cho khớp. Và cũng căng thật nhẹ nhàng. Xuống và lên. Một lần nữa. Lên và xuống. Giữ thế này trong 10 giây nha. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Và thả lỏng nào. Bạn có thể kéo nó gần lại. Nào, cao lên. Không phải ở đây thì sẽ ở đây. Không sao cả. Cứ tập, tập và tập. Đừng thấy thất vọng. Nào, kéo tới. Và một xuống. Và lên. Một xuống. Và lên. Một xuống. Và lên. Và xuống. Và lên. Một lần nữa. Xuống. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Cứ từ từ. Ấn xuống. Đừng căng thẳng. Đừng nhăn. Cứ để hơi thở mở rộng thân thể. Cứ để thời gian nhé. Hít thở nào. Nhiều lúc căng cứng chỗ này và cơ thể bạn cũng thế vì sự hít thở đấy. Bạn hít thở nông và gấp. Và khi bạn hít thở gấp sẽ khiến cơ thể cứng. Đó là sự đồng bộ không tách rời. Đó là cách chúng đồng bộ đó. 5, 4, 3, 2. Và bạn thả lỏng. Nào, ôm thế này. Đúng rồi. Bây giờ đặt tay phải như thế này và tay để ra sau. Đừng nhấc bông lên thế này nhé. Đặt nó trên sàn. Bạn nhìn ra sau và hít thở. Tốt, dài ra. Hít thở nào. Thấy không? Tư thế này không những giải tỏa những co cứng nơi hông
cổ và xương sống. Nó còn tốt cho tuyến tụy, giúp điều hòa lượng đường trong máu. Bạn sẽ dặn xoắn nó nhiều hơn trong tư thế này. Bạn sẽ sống lâu hơn. Đây là một tư thế rất tốt để giúp hạ lượng đường trong máu. Nào, nhìn ra sau nữa nào. Nếu bạn không làm được, cứ làm thế này. Cứ kéo thế này nếu bạn không thể ôm. Kéo và nhìn ra sau. Nào, 3 nhịp nữa. Hít thở rất quan trọng. 2 1 Rất tuyệt. Bây giờ nhìn ra trước và thả lỏng. Bây giờ cứ đặt tay ra sau, thả lỏng đầu và hít thở vài nhịp. Thấy không? Bạn cảm thấy thế nào? Bằng cách tập luyện thì những tư thế bạn thấy khó khăn cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn thôi. Cứ tập từng bước. Nào, bây giờ nhìn lên trước và ta sẽ tập thế con rùa. Rùa biển hay rùa cạn. Hai chân chắp lại. Không cần kéo chúng lại gần đâu nhé. Cứ để chúng ra xa và đầu gối hạ xuống. Nếu nhiều người chỉ ngồi được thế này, đừng lo. Cứ lấy khăn và lót dưới mông. Thấy cách cô ấy làm không? Và mông bạn đặt trên nó. Vậy sẽ dễ chịu hơn. Và bạn có thể cúi tới trước, ôm chân bằng cả hai tay. Nhiều người chỉ ở đây thôi. Không sao, ngước cằm lên và thở ra. Bạn cúi đầu xuống. Tư thế này đối với nhiều người rất khó. Nhưng đừng lo lắng. Cứ cúi xuống và thả lỏng cổ. Và hãy tập trung vào hơi thở. Tập trung, kiểm tra. Tập trung vào nhé. Tập trung vào hơi thở. Và tôi muốn bạn như thế. Thả lỏng nha. Thấy không? Cứ thả lỏng, nhưng co cơ nơi đầu. Rất tốt. Và cho phép cơ thể mình thả lỏng. Rất tốt. Đây là tư thế thích hợp cho những người bị trượt xương sống. Đau đớn hay đau nghiêm trọng rồi cũng sẽ hết. Đây là một tư thế rất tốt. Cứ duỗi dài ra. Hãy hít thở và duỗi ra nhé. Tôi muốn bạn cảm nhận hơi thở dài hơn. Tốt, bạn còn 2 nhịp nữa. Tốt lắm. Và bạn thấy đó, khi ngồi cao lên sẽ dễ dàng hơn. Bạn sẽ thấy dễ chịu hơn. Và bạn sẽ hít thở dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ khiến yoga dễ dàng hơn. Tôi muốn bạn thoải mái. Yoga sẽ mở ra nguồn năng lượng vô tận trong bạn, trong mỗi tế bào. Hãy đánh thức nó. Cùng với tư thế này, cùng với hơi thở, hãy đánh thức nó nào. Tốt lắm. Nào, ngẩng đầu lên nhé. Tốt. Bây giờ ta sẽ chuyển sang một tư thế mới. Và ngửa ra thế này trên khuỷu. Thấy không? Rất đơn giản khi nằm trên bãi biển. Và Mary này, nó gọi là gì nhỉ? Tắm nắng. À, tắm nắng. Khi bạn tắm nắng thì sẽ nằm trong tư thế này. Bây giờ, co chân lên. Và chân lên nào. Gối mở ra một chút. Cô thấy thế nào nhỉ? Bạn thấy không? Tuyệt lắm. Và thế này sẽ giúp mở rộng đùi trong ra. Và điều tôi muốn bạn làm là mở cả hai gối ra nhé. Thật là tuyệt. Tốt lắm. Nào, khép chân lại. Cũng giống vậy. Rồi mở ra rộng hơn nào. Đúng rồi. Khép chân lại. Rồi lại mở ra nào. Tốt lắm. Khép lại nào. Nếu bạn cảm thấy mỏi tay, cứ điều chỉnh đi nào. Lại mở chân ra. Thấy không? Thật là tuyệt vời. Bây giờ lại mở chân rộng ra hơn nữa. Và khép chân vào nào. Tuyệt lắm, khép lại. Lần cuối nào, mở ra. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Tập mấy ngón chân nào. Ngoài và trong. Khi bạn ở trong tư thế này thì cứ tập ngón nha. Trong, ngoài. Trong, ngoài. Cứ tiếp tục như thế nha. Tốt lắm. 5 giây nào. 4 3
và cứ để chân thả lỏng. Thẳng chúng ra rồi khép lại. Tuyệt lắm. Đặt chúng lên sàn và ngồi dậy nào. Nào, bây giờ ta ngồi trong tư thế này gọi là tư thế kim cương. Tư thế này rất tốt cho tiêu hóa, giải tỏa căng thẳng nơi mắt cá, gối. Sau khi tan sở, rất tốt khi bạn ngồi thế này và xem TV. Và khi bạn ngồi và nói chuyện, nên ngồi thế này. Tôi chắc chắn bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Bây giờ, ta quỳ lên thế con mèo. Hông, chân hơi dang ra. Ta sẽ làm một con mèo khác nào, vì nhiều mèo lắm. Mèo Nhật Bản, mèo Trung Quốc, mèo Ấn Độ, mèo Thái, mèo Mỹ, nhiều nhiều nữa. Và điều bạn làm là giơ chân lên phía trần nhà. Chỉ giơ lên thôi, cầm nước, tốt lắm. Và nó giống như bạn đang đẩy cái gì bằng gót ấy. Đẩy trần nhà đó. Và hạ xuống nào. Bây giờ, giơ chân lên lần nữa. Rất tuyệt. Tốt lắm, đừng ép cổ mà hãy ngước cầm lên. Bây giờ, hạ xuống nào. Tuyệt lắm. Và lại nhấc lên. Bạn thấy đầu gối không? Chỉ là đầu gối thôi. Phần này bạn không làm gì cả. Lại nào. Nhấc lên. Tuyệt lắm. Như bạn đang đẩy cái gì lên bằng chân mình ấy. Hạ xuống nào. Nào một lần nữa, lên. Và tôi muốn bạn giữ nguyên. Và cứ nghĩ rằng bạn đang nâng cả trần nhà bằng cái chân yêu quý của mình. Tuyệt lắm, tôi muốn bạn giữ nguyên như thế này. Thế này rất tốt cho mông của bạn, cho xương hông. Bạn sẽ có được mông yoga. Tôi muốn bạn giữ thế này trong 5 giây. 4, 3, 2 và hạ xuống, trở về tư thế đứa trẻ. Chỉ cần đơn giản hạ khuỷu, hạ gối và cúi đầu xuống. Đó chính là tư thế đứa trẻ, thấy không? Đây là một tư thế rất tuyệt cho xương sống. Ai có vấn đề về lưng, rất tuyệt đó. Nó sẽ giúp giải tỏa tất cả những căng thẳng. Bây giờ, quỳ lên lại như cũ nhé. Ta sẽ tập chân kia. Từ từ, nâng chân trái lên. Vậy thôi. Và cũng giống như bạn đang nâng gì đó lên. Chỉ thế thôi, rất đơn giản. 4 lần nữa nào. Giống như vậy thôi, tốt lắm. Giống như bạn đang nâng lên. Xuống. Lại nào, lên. Cầm thẳng ra, nhưng không gây sức ép gì lên cổ nha. Tốt, hạ xuống nào, 2 lần nữa, lên. Tuyệt lắm, và hạ xuống. Rồi lên nào. Và tôi muốn bạn giữ nguyên thế này trong khoảng... Cứ giữ đó, giữ đó. Để tôi xem có số nào đẹp không. Không biết là bạn thích số nào nhỉ? Cứ giữ đó. Tôi nghĩ 5 cũng tốt nhỉ? 5 giây nào. 4 cao hơn tí. 3 2 2 2 Tôi biết bạn đang mỉm cười. Hạ chân xuống nào. Nào, trở lại tư thế đứa trẻ. Giữ đó. Đúng rồi. Tốt lắm. Rất tuyệt đúng không nào? Nào, bây giờ bạn từ từ ngẩng đầu lên và ngồi trong tư thế này. Ta sẽ tập khóa tay để mở lưng ra nhé. Giơ tay phải cao lên nào. Giơ thật cao lên. Tốt lắm. Và hạ xuống giống như bạn đang muốn gãi lưng ấy. Và dùng tay trái luồn phía dưới khóa lại. Nắm tay nhau như thế này. Thấy không? Cứ như thế. Chặt hơn nào. Những ai không làm được, cứ dùng khăn như cô ấy đấy. Thấy không? Bây giờ nắm vào. Giữ chặt khăn như thế. Và tay kia lần lên. Rất tuyệt. Thấy không? Rất dễ mà hả? Cứ có cái gì cũng được. Khăn nhỏ hay lớn hơn thì cứ dùng. Và giữ thế này. Rất tốt đấy.
Tôi muốn bạn giữ nguyên. Tôi sẽ trở lại ngay. Rất tốt. Tôi nói bạn nghe, nhiều người thấy tư thế này cực kỳ khó, nhưng nó rất tốt. Nó giải tỏa tất cả những căng thẳng nơi bả vai. Tốt lắm. Thế này rất quan trọng. Khi bạn kéo tay qua đầu, thật sự ra sao đầu thế này, thấy không? Thế này này, thấy không? Bạn cứ để tay ra sao. Nếu không thì cứ để đó cũng được. Và nhớ, cố xích hai tay lại gần nhau, thật gần. Xích hai tay lại gần nhau nữa nào. Nhìn cách cô ấy làm, bạn cũng làm giống thế đấy. Giữ nguyên nhé. 5, 4, 3, 2. Một lần ta tập có thể từ 20 đến 30 giây. Rất tuyệt. Tất cả những căng thẳng biến mất. Dây bạn thoải mái. Nào, thả ra nào. Tốt lắm, từng tay một thế thôi. Bây giờ ta đổi tay nhé. Đúng rồi. Khóa lại. Nào, nhích tay. Nhìn xem nào. Phiểu có thể ra sao luôn đó. Nhìn xem. Nó có thể ra đến tận đây này. Dài sẽ mở rộng ra. Nhiều người sẽ thấy này, thấy không? Hay lưng quá cứng và tay này không ở đây, có thể ở đây chẳng hạn. Vì thế tốt hơn là dùng khăn. Hãy từ từ lần tay lên. Giữ nguyên thế nha. Tốt lắm. Thẳng ra. Và cứ giữ đó trong 10 giây nữa nha. Thấy không? Tuyệt lắm. Thấy nó ra sao thế nào không? 5 giây nữa nào. 4, 3, 2. Buông tay phía trên ra trước. Và rồi tay dưới. Rất tốt. Bây giờ ta sẽ vào tư thế đứa trẻ. Tay ra trước. Thế đó. Và cúi đầu xuống nào. Khuỷu hạ xuống. Và giữ nguyên thế này. Được chưa? Đôi khi có nhiều người gặp vấn đề về việc để tay thế này. Nhưng tập luyện sẽ giúp giải tỏa những căng cơ nơi vai thôi. Tốt lắm. Hai nhịp thở nữa. Một lần nữa. Thấy không? Bạn có thể thế này. Tôi muốn bạn dùng tay đẩy mông sát xuống gót. Tốt lắm. Mông bạn sẽ chạm gót. Từ từ bò tay lại. Từ từ ngẩng đầu lên. Và ngồi thẳng vậy nào. Tốt lắm. Bây giờ từ từ nằm xuống. Nằm xuống từ phía bên nào cũng tốt. Rất an toàn. Vì sẽ an toàn cho sống lưng. Nào, nằm xuống thế này. Và ngửa trên sàn. Tuyệt vời. Thẳng chân. Và chân hơi dang ra một tí. Và tôi muốn bạn thả lỏng thật nhanh nào. Nên học cách ấy. Và bất cứ khi nào bị căng thẳng, bạn sẽ học cách làm thế nào để thật nhanh bình tĩnh lại. Nào, ta bắt đầu nhé. Mở mắt ra nào. Cong gối. Chân đặt trên sàn. Thế thôi, rất đơn giản. Không cần phải co sát vào. Chỉ cần một nửa thế này thôi. Rất tốt rồi. Tốt lắm. Điều bạn sẽ làm là duỗi dài chân phải ra. Đúng thế. Và dài ra. Tôi muốn bạn cảm nhận xương sống thật dài ra. Và nhớ kiểm tra cằm nhé. Nhiều người sẽ để cằm như thế này. Đừng thế. Cúi xuống thế này. Và thế thì cổ bạn sẽ thoải mái hơn. Tốt lắm. Bây giờ ta làm 5 lần. Hít vào và nâng chân phải lên. Hít vào. Đúng rồi. Thế là được. Và thở ra. Rất tốt. Tốt lắm. 4 lần nữa nào. Hít vào. Thở ra. Đồng bộ cử động cùng với hơi thở nhé. Hít vào. Thở ra. Hai lần nữa. Hít vào. Thở ra. Lần cuối nào. Hít vào. Được rồi, giữ nguyên và thở bình thường. Tôi không muốn bạn giữ hơi. Tôi muốn bạn thở bình thường nào. Nào, nắm chân như thế này. Cứ nắm bình thường. Như thế này và nhớ kiểm tra vai phải hạ xuống. Không nên nhấc khỏi sàn. Giữ thế này nhé. Và bây giờ tôi muốn bạn tập ngón chân nào. Trong, ngoài.
Bạn thấy không? Trong rồi ngoài. Tốt lắm. Hãy giãn ra thật thẳng. Trong. Chỗ này được căng tốt này. Và lên. Thật là tuyệt. Giống vậy đó. Trong. Và lên. Được không nào? Tốt chứ. Trong. Và lên. Và bây giờ tôi muốn bạn xoay một vòng lớn nào. Một thật lớn. Giống như một chiếc đồng hồ lớn vậy. Tốt lắm. Ba lần nữa. Hai. Và quay ngược chiều nào. Một. Hai. Bạn thấy không? Giữ chân thế này và tập bài tập này không chỉ tốt cho khớp mắt cá thôi đâu, mà cả chỗ này nữa. Nơi chính thức, gân đùi, nơi rất quan trọng. Nếu như chỗ này quá căng, sẽ gây đau lưng cho bạn. Và khi bạn giữ thế này, đã bắt đầu giãn cơ. Tốt lắm, hãy buông chân xuống, thẳng xuống nào. Nào, bây giờ ta làm với chân trái nào. Chân phải cong lên nhẹ nhàng, thấy không? Bây giờ hít vào và nâng chân lên, thật thẳng và bỏ xuống. Đâu cần bạn phải đi đâu, cứ thẳng lên. Lần nữa, và xuống, tốt lắm, hít vào lên. Thấy không? Thế này sẽ dễ dàng hơn, thấy không? Bạn cong chân thì sẽ dễ dàng hơn một tí. Còn khi bạn thẳng chân, có thể sẽ khó hơn khi giơ cao thế. Nhưng bài tập này rất tốt, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Nào một lần nữa, lên. Và tôi muốn bạn giữ chân ở đó, ôm gối. Ngay sau gối ấy. Tôi biết vài người sẽ thấy rất khó. Có thể chân bạn sẽ thế này, thấy chứ? Hay chân bạn cũng có thể cong như thế này nữa. Nhưng hãy dùng tay để kéo nó vào. Tốt lắm. Ngón vào nào, lên. Ba lần nữa, vào, lên. Vào, lên. Tốt lắm. Trong và lên. Trong và lên. Bạn thấy không? Ta dùng gót chân rất nhiều. Bạn đi bộ nhiều giờ thật là không tốt. Nó khiến ảnh hưởng đến gân chân và ảnh hưởng luôn lưng. Vì thế bài tập này rất tốt. Bây giờ xoay nó rộng hơn nào. Một. Tốt. Hai. Thấy cô ấy làm không? Cô ấy tập theo tay tôi đấy. Chỉ thế thôi. Vậy mà tôi chắc chắn bạn ở đó và đang xoay những vòng rộng đấy. Một lần nữa. Và xoay ngược lại nào. Thấy không? Bạn thấy chứ? Tốt lắm. Cứ tiếp tục đi. Hai lần nữa nào. Tuyệt lắm. Và một. Tôi muốn bạn duỗi nó ra. Từ từ. Và chân kia cũng duỗi ra. Và hít thở thật sâu. Và nhớ là đừng co chân vào thế này. Nhớ kiểm tra ngón chân. Nhiều người ngủ trong nhiều giờ với chân như thế nào? Bạn sẽ thấy nó rất cứng và khiến lưng bạn cứng theo. Vì thế tôi muốn bạn thả lỏng và hãy tập trung. Hai nhịp thở và ta sẽ tiếp tục sang tư thế khác. Hít vào, bụng nâng lên. Thở ra, bụng hạ xuống. Một lần nữa, hít vào, bụng nâng lên. Thở ra, bụng hạ xuống. Ta sẽ tập một bài tập cho phần bụng. Trong yoga, bạn có những bài tập không cần cả ngàn lần bật ngồi đâu. Cứ giữ nguyên tư thế 2-3 lần, bạn có thể khiến cơ bắp khỏe lên rất nhiều. Bụng bạn sẽ gọn hơn và phẳng lì luôn. Nào, bây giờ đặt tay dưới mông. Nếu bạn có chúng, duỗi thẳng tay xuống. Xuống nữa, để bạn có thứ đỡ lưng. Bây giờ, ta ép phần lưng dưới xuống sàn, để đừng làm tổn thương lưng. Thấy không? Có nhiều người hổng lưng lên, đừng làm thế sẽ đau lưng. Bạn nên ép nó xuống, cứ giữ nhé. Nào, nhấc cả hai chân lên. Hai chân thẳng lên, tốt, thế thôi, đủ rồi. Và nhìn vào bàn chân nào. Chúng thế nào nhỉ? Và bạn cứ từ từ, nâng lên chút nữa. Những ai bị đau lưng, hãy tập đi. 5 giây nữa nào. 5, 4, 3, hạ xuống nào. Hít thở hai nhịp, thấy không? Cứ để cơ thể mình từ từ thích nghi. Hiểu rõ để bạn không làm tổn thương nó. Nhiều người vội vã đã làm để họ có thể tập ngay, lên cao cấp ngay, không tốt chút nào cả. Bạn thấy không? Cứ từ từ mà lên, rồi bạn sẽ an toàn. Ở bậc cấp cao,
mà rất an toàn. Tốt lắm, tiếp tục nào, nâng lên, nhìn chân nào, thế thôi. Và bạn nhớ là đừng co cổ nhiều nha. Đặt tất cả những co cơ vào phần bụng này. Bây giờ giữ nguyên trong 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và hạ xuống. Hít thở 2 nhịp nào. Và nếu như cổ bạn quá đau nhé, thì đừng ngóc đầu lên, được không? Đừng nhấc cổ, chỉ nhấc chân thôi. Bây giờ ta làm lại nào. Nhấc chân lên và cảm nhận nó đi. Thấy không? Phần bụng rất khỏe, nó sẽ cứng và phẳng, rất phẳng thế này. Và khi bạn giữ nguyên tư thế, sẽ tạo nhiều hơi ấm trong cơ thể và nó sẽ làm tan chảy tất cả mỡ. Đây là một tư thế rất tuyệt. Nếu bạn tập quá nhiều bật ngồi, bạn sẽ đau lưng. Tuyệt lắm, 5 giây nào. 4, 3, lên một tí nữa. 3, 2, và bạn từ từ nằm xuống. Tuyệt lắm. Hít thở 2 nhịp nào. Bỏ tay ra khỏi mông nào. Thả lỏng và ôm lấy gối nhé. Đừng ngóc đầu lên nha, chỉ ôm gối thôi. Khi bạn ôm gối, tốt lắm, thấy không nào? Khi bạn ôm gối, tôi muốn bạn cảm nhận xương sống. Tốt, duỗi dài chân xuống. Ôm gối và duỗi chân ra. Nào, ôm gối nào, tốt. Trên nhìn này, nhiều người khi ôm gối không thể ôm thế này. Bạn ôm một cách nhẹ nhàng, rất yêu nó mà. Nhưng nhiều người không thể chỉ đến thế này hay thế này. Nhiều người bụng to, đừng ghét bụng mình nha. Yêu nó, nên yêu nó. Bạn ở đây, nhưng cứ ôm thế này, không sao, và duỗi dài chân ra. Thế thôi, thấy không? Lại nữa, ôm gối. Thế thôi, thấy không? Rất dễ, hạ xuống. Nào, lại ôm gối. Tốt, và hạ xuống. Nào, cứ tiếp tục nha. Cứ tiếp tục, vì nó rất tốt cho lưng, giải tỏa các căng thẳng và giúp cơ bụng khỏe. Tôi sẽ trở lại ngay. Rất tuyệt. Và tôi thấy là bạn vẫn tập nhỉ. Hai lần cuối nào. Ôm gối. Tốt, hạ xuống. Tư thế này giúp giải tỏa bất kỳ sự co cứng đĩa đệm nào nơi sống lưng. Rất tốt đấy. Khi bạn có lưng thật cứng, tập 50 lần. Nào, hạ xuống nào. Từ từ thả lỏng. Hít thở 2 nhịp. Hai chân hơi dang ra. Tay hai bên nào. Nhớ quan sát hơi thở nơi bụng. Nhắm mắt lại và hít thở nào. Khi hít vào, bụng bạn phình lên và hạ xuống khi thở ra. Chỉ bụng thôi nha, đừng chuyển động ngực. Từ từ quan sát dòng khí đó. Tốt lắm. Tốt. Ta sẽ tập động tác tiếp theo nào. Đây là một phiên bản giản tiện của tư thế cái cầu. Với kỹ thuật này thì tôi đề nghị bạn đừng lót bất cứ gì dưới lưng. Xin lỗi, dưới đầu bạn. Nào, cong cả hai chân. Bàn chân áp sát trên sàn. Gót chân sẽ gần chạm mông nha. Cả hai nha, tay trên sàn nào. Và điều bạn làm là dài cổ ra. Dài ra nào. Và bạn thấy đó, dài cổ ra. Và bạn hãy nâng mông lên. Chỉ nâng mông lên thôi nha. Hít vào, nâng lên, chỉ thế thôi. Và hạ xuống. Rất đơn giản. Vậy thôi. Hít vào lên. Và khi bạn nâng lên, co cơ hậu môn lại và hạ xuống. Rồi bây giờ lại nâng lên. Rất tốt. Khung chậu thế này, cố gắng tập mở nó ra nha. Và xuống. Tuyệt lắm. Nâng lên nữa nào. Và xuống. Bạn thấy không? Không chỉ nó là một tư thế giúp giải tỏa căng thẳng nơi lưng, mà còn giúp mở hông ra nữa. Được không nào? Năng lượng nơi hông sẽ được giải phóng. Bạn nên giải phóng năng lượng nơi đó
cho cấu trúc cơ bản tại khung chậu. Những cấu trúc của cơ quan nội tạng, cơ quan bài tiết rất quan trọng. Bạn càng mở rộng ra thì máu càng tuần hoàn tới nhiều nơi này. Xuống nào. Ta sẽ tập 2 lần nữa. Hít vào, lên và xuống. Một lần nữa. Hít vào, lên. Bây giờ giữ nguyên thế này. Hít thở, giữ nguyên và săn bông lại. Bạn có săn bông lại không nào? Bạn đang trong tư thế và nhìn tôi. Đừng thế vì sẽ đau cổ đấy. Cứ giữ thế và trong 10, 9, 8, 7, cao lên chút nữa. 6, 5, cao thêm một chút nữa nào. 4, 3, 2, và hạ xuống. Thế thôi. Bây giờ duỗi chân ra. Hai chân hơi dang ra. Mũi chân hướng ra. Tôi muốn bạn hít thở 2 nhịp. Tốt. Khi hít vào, nhớ quan sát, rồi thở ra. Một lần nữa. Hít vào, rồi thở ra. Tốt lắm. Bây giờ ta tập thế con cá. Đây cũng là một phiên bản giản tiện của tư thế chính. Tôi khiến nó dễ dàng hơn cho bạn. Vì thế, bạn sẽ thoải mái hơn khi tập yoga. Bây giờ, lót tay dưới mông nào. Cứ đẩy và chống người lên thế. Đúng rồi, chống lên. Điều chỉnh khuỷu để bạn có thể nằm thật thoải mái. Thấy không? Bạn có thể kéo xích lên thế này. Đúng rồi, thấy không? Lưng bạn thả lỏng đấy. Thấy không? Phần lưng trên rất thoải mái. Nó dựa trên khuỷu. Thả lỏng hoàn toàn. Và điều bạn làm là hít vào và thả lỏng đầu ra sau. Và bạn nhớ xem đẩy ngực lên. Bây giờ thở ra, thẳng đầu lên. Thế thôi. Chuyển động này rất tốt. Lần 1, hít vào, nâng ngực. Tốt. Và thở ra. Nó cũng giúp giải tỏa những khó chịu nơi cổ nữa. Tốt, lần nữa. Hít vào, đẩy ngực lên. Và thở ra. Rất tuyệt. Ta còn 4 lần nữa. Hít vào, đẩy ngực lên. Và thở ra. Thế thôi, rất đơn giản. Xuống nào. Nhiều người có vấn đề khi nhìn ra sao. Thế này sẽ giúp ích được nhiều đấy. Tiếp tục nào. Và khi tập luyện, bạn sẽ có được nhiều hơn, linh hoạt hơn. Hít vào, ngửa đầu. Và tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Hít thở thật sâu. Khi đó nhớ để đầu thả lỏng. Nhớ nha. Nào, 8 giây, 7 giây. Vẫn cứ hít thở. Nâng ngực lên chút nữa. Tốt lắm, cao lên nữa. Như bạn đang muốn đẩy xương ức lên cao ấy. Tốt lắm. 4, cao hơn. 3, tốt lắm. 2, từ từ ngẩng đầu lên. Và từ từ nằm xuống. Đúng rồi. Nằm xuống nào. Và hít thở thật sâu nha. Và bạn làm gì với hơi thở của mình? Mang nó về bụng. Chậm hơn và sâu hơn. Rất quan trọng đó. Tốt lắm. Rất quan trọng khi bạn quan sát và hít thở. Nào. Bây giờ ta sẽ học một kỹ thuật hít thở nào. Và tôi muốn bạn áp dụng kỹ thuật này khi đang nằm như thế này. Thật hiệu quả hơn. Tôi muốn bạn từ từ nghiêng sang bên. Sang nào. Và cong gối. Và ngồi dậy. Rất tuyệt. Và ngồi dậy. Thẳng nào. Đầu tiên, bạn hãy tập kỹ thuật này trước. Và sau đó, tôi muốn bạn nằm xuống và hít thở. Bây giờ, chéo hai chân lại nhé. Đặt tay lên bụng nào. Và điều bạn làm là khi hít vào, bụng phình ra. Có được không? Bây giờ ngồi thật thoải mái. Tay đặt đây và bắt đầu. Tay phải trên bụng nha. Tốt. Hít vào và thở ra. Thật mạnh nha. Hít vào và thở ra. Tuyệt lắm. Hít vào và thở ra. Tập trung vào việc hít thở. Hít vào và thở ra. Tốt lắm. Hít vào
và thở ra. Hít vào và thở ra. Tốt lắm. Hít vào và thở ra. Hít vào sâu hơn và thở ra. Hít vào và thở ra. Làm 10 lần nữa nha. 9. Thở ra. Đừng vội, cứ từ từ. Ai bị cao huyết áp, đừng tập nhanh, cứ từ từ thôi. Cứ từ từ như thế. Tốt. Hít vào. Tốt lắm. Còn 4 lần nữa nha. Hít vào. Thở ra. 3 lần. Thở ra. 2. Thở ra. 1. Thở ra. Tốt lắm. Từ từ mở mắt. Đặt tay lại trên đầu gối. Thấy không? Cực kỳ đơn giản. Vì thế tôi ngồi và nói cho bạn nghe nha. Luôn luôn dễ chịu hơn khi ngồi trên một thứ gì đó cao hơn sẽ thoải mái hơn. Với kỹ thuật hít thở này, ta sẽ không đặt tay nữa. Tôi muốn bạn làm nó mà không đặt tay lên bụng và đặt tay lên gối nha. Thư giãn hơn, đừng nhăn mặt. Bạn không hì mũi như thế này, vì thế đừng nhăn mặt. Và tôi muốn bạn tập trung vào vùng bụng như thế này. Đặt tay lên gối, lưng thẳng lên, hãy nhìn tôi nhé. Đầu tiên, bạn nhìn tôi một chút, rồi sau đó nhắm mắt lại. Tốt, nhớ nhắm mắt lại. Trước tiên, bụng phình ra như thế này, thở ra. Hít vào và 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 thở ra. Ta sẽ làm 10 lần nữa. Bây giờ bạn đang nhìn tôi. Bây giờ bạn có thể nhắm mắt và tập được rồi. Tốt lắm. Hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Nhắm mắt lại, nhắm mắt nha. Bạn có thể cảm thấy sự khác biệt khi nhắm mắt. Nào, 8 lần nữa. Thở ra. 7. Thở ra. 6. Thở ra. 5. Thở ra. 4. Thở ra. 3. Thở ra. 2. Thở ra. 1. Thở ra. Tốt lắm. Bạn thấy không? Kỹ thuật này nên tập buổi sáng, nó rất tốt. Khi bạn mệt, đây là kỹ thuật rất tốt. Cứ tập nó khoảng 50 lần. 50 lần. Và cứ từ từ. Đừng nhanh nhé. Cứ hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Và sẽ có lúc bạn cảm thấy bạn hít thở được 2 nhịp trong 1 giây. Nhưng đừng lo, đừng vội vàng. Cứ thực hiện từng bước một. Cứ từ từ. Nào, bây giờ cứ nằm xuống. Tôi muốn bạn tập kỹ thuật hít thở này và nhớ thả lỏng toàn bộ cơ thể. Và tôi muốn bạn nhắm mắt lại và cùng tập với tôi. Bạn làm gì nào? Nằm xuống. Lúc nào cũng tốt khi nằm xuống. Từ bên cạnh thế này. Và bạn sẽ nằm ngửa ra. Rất tốt đấy. An toàn nhất là khi bạn quay sang bên rồi ngồi dậy. Thế tốt hơn. Bạn sẽ không gây sốc nơi sống lưng. Vì sống lưng đang giữ thế này, khi bạn ngồi dậy đột ngột, bạn sẽ gây sốc ở đó. Vì thế nên luôn luôn nghiêng sang bên. Tốt lắm. Bây giờ luôn luôn bắt đầu bằng hai chân hơi dang ra, ngón chân sang bên. Vài người không thể giữ chân như thế này vì họ bị đau lưng. Điều ta làm là sẽ giữ một chiếc gối, cái gì đó ngay dưới gối thế này. Thấy không? Và có thể lót cao hơn. Thấy không? Để bạn thấy dễ chịu hơn. Và giữ cổ thật thẳng nha. Nếu bạn bị đau lưng, có thể lót như thế này. Và cổ bạn sẽ được nghỉ ngơi như thế này. Vai áp sát đất. Nhắm mắt lại nào. Nhắm mắt. Và tôi muốn bạn đặt một tay lên bụng. Được không? Này, bạn chỉ cần tay để lắng nghe thôi.
Vì thế nhắm mắt lại nào. Vì thế hãy thật thoải mái nào. Bây giờ bạn đặt một tay lên bụng và thả lỏng nhé. Và nhắm mắt. Bạn sẽ làm gì? Khi hít vào, bụng phình lên. Chỉ có bụng thôi nhé. Chỉ có bụng thôi. Và khi thở ra, bụng hạ xuống. Hít thở nhẹ nhàng. Và tôi không muốn bạn phát ra tiếng từ lỗ mũi đâu. Tôi muốn bạn nằm thế này, thả lỏng càng lâu càng tốt. Tôi rất yêu các bạn. Tôi chỉ muốn nói vài điều. Bạn có sức mạnh vô biên. Hãy giải phóng nó bằng yoga. Xin chào.